Chiều ngày 29 tháng 8, ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ nổ xảy ra tại một phòng trọ tại khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, làm anh Dương Văn Duy, 27 tuổi, quê xã Tiên Lãnh, Tiên Phước, Quảng Nam, bị bỏng nặng. Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, người dân trong khu vực trên nghe tiếng nổ lớn ở một phòng trọ nên chạy ra xem, thì thấy phòng trọ bốc khói nghi ngút. Từ trong phòng trọ này, một người đàn ông đang cố gắng chạy ra ngoài, trên người nhiều vết cháy đen. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng phương tiện lập tức đến hiện trường dập tắt đám cháy. Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ nghi do thuốc pháo.